rất nguy hiểm trong trường hợp mà chúng ta tỷ lệ không chuẩn. Tỷ lệ không chuẩn là đi ngay đấy, 900 này, 350 này, không biết là có sửa đi không. Chúng ta cứ đi lại cho chắc. Đó, stylist này. Rồi, xóa đi mình nha. Ví dụ thế thôi. Rồi, chúng ta đưa về đối tượng về vị trí cũ này. Ví dụ là một đối tượng nhé. Ai dựng cái này một lỗi này. Một cái file bất kỳ đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là đưa vào trong layout như nào này. Chúng ta sẽ lưu lại. Hoặc là gì? Sử dụng phần Send to layout. Yes. Fix late. Thì lập tức là gì? Bảng layout sẽ hiển thị lên. Và nó sẽ hỏi các bạn đã chọn bản vẽ gì. Được chưa? Chọn bản vẽ gì. Đó. Thì chúng ta sẽ Ctrl C sang cái bản vẽ của chúng ta. Ctrl B vào. Thì lập tức file sẽ được đưa vào. Nhưng mà chú ý nhé, các bạn phải cài cái layout của 2020. Thì layout 2020 chú ý đến phần SketchUp Model. Được chưa? Trong phần SketchUp Model của chúng ta, các bạn lựa chọn đối tượng, nó sẽ có những cái phần như là Viewport, Camera, Effect, Stylist và Tag, rất nhiều đối tượng quan trọng. Để sổ ra một đối tượng, các bạn sẽ tích vào mũi tên để thu gọn lại, cũng sử dụng cách đó. Trường hợp này chúng ta sẽ thu gọn lại. Đầu tiên là phần Viewport. Các bạn để ý này, các bạn hoàn toàn để ý gì? Scale đối tượng lại được. Đó, scale đối tượng lại được. Vân vân. Như đây chỉ là hình ảnh hiển thị thôi. Thì không cần thiết lắm. Trong phần Viewport chúng ta có phần Screen đây. Đó. Thì các bạn chú ý này, trong phần Screen này của các bạn này, nó sẽ link với Screen của đối tượng trong SketchUp. Thì với những phần thấp thì nó sẽ sử dụng cách này để mà lưu scene này, dàn trang mà. Đó. Thì nó sẽ sử dụng phần View. Rồi, screen này, đây, view. Các bạn sẽ sử dụng những cái phần như là mặt đứng, view, link với nhau, được chưa? Đi đến các mặt đứng hoặc mặt bằng để mình lưu view. Ví dụ, lên mặt bằng, sử dụng phần Camera Parallel Projection để trở thành 2D và lưu lại. Tương tự thế, mặt đứng, tại chúng ta lại chuyển về mặt đứng. Lưu xin lạ. Mặt bên, lưu xin lạ. Phối cảnh, chúng ta nhớ nhé, phối cảnh thì các bạn đừng để 2D như này mà để 3 điểm tụ, cũng lưu xin. Như vậy chúng ta có ít nhất là 1, 2, 3, 4 view đủ để một cái tụ có thể là gì? Bổ kỹ thuật được rồi. Thì công việc của chúng ta là quay trở lại phần layout, chuột phải của đối tượng và gì? Sử dụng một phần là gì ạ? Update Mode Preference. Nhưng mà nhớ nhé, là phải Ctrl Net lại đã. Chứ nếu không Ctrl Net ấy, là nó sẽ không reload đâu. Chúng ta Update Mode Preference. Thì sau khi update thì tất cả các view vừa rồi chúng ta chọn nó cũng sẽ update theo. Được rồi. Để cho lưu. Fix Late. Đang sử dụng hai phiên bản khác nhau. Chúng ta đang sử dụng hai phiên bản, một là 2020 hay là SketchUp layout. Tức cái layout của chúng ta đang cao hơn cái phiên bản dựng hình ấy, thành ra nó không update được. Sao các bạn nhớ nhá, phải bật phần update. Bây giờ mình sẽ bật lại cái này trên 2020. Bật 2020 đi. Nhiều khi ấy mà các bạn sử dụng phiên bản nó bị lệch nhau ấy là nó sẽ không ra đâu. Cái nguồn dẫn vừa nãy lưu rồi mà sao giờ lại không lại biến mất thế này.
file luôn. Đó. Đôi khi nó lưu bị lag ấy, chúng ta sẽ phải lưu lại. Làm lại một công đoạn nào. Đó. Làm nhanh nhé. Đó, chúng ta sẽ vào cái mặt này. Lưu đây. Lưu đây. Lưu. Một bằng các bạn lưu lại cho mình. Đó. Sim. Lưu đây. Lưu đây. Bối cảnh này. Các bạn lưu lại này. Đó. Thứ nhất là chúng ta đã có những cái góc như vậy rồi. Chúng ta sẽ Ctrl S lại. Nhớ Ctrl S nhé. Rồi, việc còn lại chúng ta bây giờ sử dụng phần Update Mode Preferences. Thằng bị để file cũ chúng ta bỏ đi. Chúng ta xuất file mới vào. Vào layout, insert cũng được. File này bị lỗi gì mà sao không lưu được nhỉ? Lỗi gì? Và lưu mới đi, tục kệ đi, đó nó bị lỗi ấy. Rồi insert mới vào nhá, thấy chưa nhỉ, insert mới này, đó thì sau khi insert mới nhá các bạn để ý này, chúng ta sẽ có phần viewport của SketchUp Model. Trong phần viewport này các bạn có thể hoàn toàn là gì, quyết định được cái scene của đối tượng như thế nào, quyết định cái scene của đối tượng như nào. Đó thì các bạn sổ số này và chọn các scene mà các bạn đã lưu giữ thì lập tức là các bạn sẽ có các view, thấy chưa nhỉ. Và chúng ta sẽ cancel copy đối tượng ra, tạm thời chúng ta cứ cancel đối tượng ra. Đó, cancel đối tượng ra thôi để copy được các đường dẫn của đối tượng, thấy chưa. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thanh công cụ nữa là gì, lựa chọn view. Đó, lựa chọn view, được chưa, lựa chọn view, lựa chọn view. Đó. Như vậy chúng ta đã có 4 view cho bộ ít nhất một cái lượng nội thất, được chưa nhỉ. Tiếp theo sau này thì chúng ta để ý này, chúng ta sẽ có một cái phần nữa ở đây. Với phiên bản 2020 chúng ta có line scale là đường nét, thì các bạn có thể để ý là khi mà chúng ta nhìn vào đối tượng của chúng ta nhìn kỹ vào thì nó sẽ bị vỡ, bị vỡ, đúng nhỉ, bị vỡ như này, đường bị vỡ. Thì chúng ta sẽ sử dụng phần sổ xuống ở đây, chúng ta lựa chọn từ raster thành vector và các bạn ok một cái này, các bạn thấy chưa, lập tức là cái đường nét chúng ta sẽ gì, ok trở lại. Thì đối tượng này sẽ sử dụng cho bộ kỹ thuật nhé, nhớ là chuyển về vector nhé. Đó thì kỹ thuật mới ok được, tương tự thế. Toàn bộ đối tượng các bạn chuyển cho mình thành vector. Được nhỉ? Tiếp theo sau này, chúng ta sẽ có một phần nữa là về phần tỷ lệ. Tỷ lệ bản vẽ chúng ta đang có vấn đề. Đó. Nhưng mà việc đầu tiên chúng ta xử lý là cái màu sắc nền của đối tượng. Màu sắc nền của đối tượng thì các bạn nhớ không nhỉ? Trong phần stylist của chúng ta. Đó, nó có rất nhiều những phong cách. Và một phong cách bỏ nền là gì? Trong phần edit, thanh công cụ gì nhỉ? Đây, background. Bỏ sky, bỏ bầu trời vân vân. Thì cái này mà các bạn quyết định thành màu trắng này thì nó sẽ gì? Biến trở thành màu trắng hết. Được chưa nhỉ? Đó, tương tự thế. Đó. Nhưng mà chúng ta làm cái này nó lâu. Làm này nó lâu. Mà chúng ta sẽ dùng cái thằng select này và lựa chọn phong cách này luôn. Các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ trở thành kỹ thuật. Hoặc là gì? Thằng này. Đó, default style nhé. Đó thì trường hợp mà các bạn sử dụng những cái thằng như này thì sử dụng cho phần stylist ở đây, sổ stylist ra, đó, immodo stylist, đó, default này, style này, đấy, hidden line này, các bạn thấy chưa, sẽ trở thành trắng, tương tự thế mà sử dụng phần default style, mà chúng ta sử dụng phần gì nhỉ, vừa nãy là thanh công cụ, đây, hidden line này cũng được, default style này thì nó ra một màu khác, đây. Đó, Shaded Quick Texture nhỉ, tương tự thế. Thằng này chúng ta cũng sẽ gì, dùng như vậy. Đó, tương tự thế.
Được chưa? Các bạn nào mà nhanh chóng muốn không phải sử dụng cái phong cách ấy, thì các bạn làm cái này cho mình nhanh hơn. Là các bạn để ý này, chúng ta có một cái thằng ở đây là có sử dụng background hay không sử dụng background, thì chúng ta tích vào đây. Các bạn thấy chưa? Lập tức là tự động bỏ background cho chúng ta. Thấy chưa nhỉ? Tự động bỏ background. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là chỉ còn cái đối tượng thôi. Vậy thì đối tượng của chúng ta sẽ tinh chỉnh như thế nào? Thì cái việc đầu tiên ấy là các bạn sẽ cho mình những cái đường line để có thể phân bổ bản vẽ ra cho nó sạch sẽ, nhớ nhé, cho sạch sẽ. Đó. Các đường đối tượng và bộ kỹ thuật các bạn sẽ nằm trong từng ô một. Đó. Và đương nhiên là các bạn sẽ ghi tên cho từng mặt, ví dụ mặt bằng, mặt đứng trước, mặt đứng bên, phối cảnh chẳng hạn, ví dụ thế. Thay chúng ta chưa bỏ background này. Đó. Bỏ background thì nó sẽ trong suốt, chỉ có đối tượng thôi. Được chưa nhỉ? Việc tiếp theo của chúng ta là gì? Lựa chọn và sử dụng tỷ lệ. Lựa chọn và sử dụng tỷ lệ đúng bản vẽ kỹ thuật bằng cách nào? Thì đầu tiên là các bạn sẽ lựa chọn đối tượng, sau đó các bạn sử dụng phần camera sổ ra. Cho phần camera này, chú ý cho mình, với phiên bản cao ấy như là layout 2020, chúng ta không quan tâm là scene này có bao nhiêu scene, nhưng bình thường là chúng ta phải lưu bằng đấy scene chúng ta muốn bổ kỹ thuật nó rất là lâu. Layout 2020 các bạn sử dụng phần camera này luôn, và trong phần standard view các bạn có thể là lựa chọn các mặt luôn, thì tự động nó sẽ nhảy ra các mặt khác nhau. Thấy chưa? Tự động nhảy ra các mặt khác nhau luôn. Hay không nhỉ? Rất hay đúng không? Đó, rất tuyệt vời. Được chưa? Đó, rất tuyệt vời. Cái này chúng ta sẽ lựa chọn là cái thằng stylist cho nó. Nó là cái thằng stylist trời. Đó, và bỏ background, ok. Việc tiếp theo là về phần tỷ lệ đối tượng. Chúng ta sử dụng phần author. Nếu các bạn tích bỏ author, nó sẽ là trở thành phối cảnh. Tích vào author, nó sẽ trở thành 2D. Nhớ nhé. Đây, mình chọn thầy cho bạn dễ hình dung này. Tích author này, 2D này, thấy chưa? Tích author này, về phối cảnh này, thấy chưa? Thì với bản vẽ kỹ thuật, các bạn phải để là gì? 2D cho mình. Hiểu vấn đề không nhỉ? Phải để 2D cho mình. Để 2D cho mình. Rồi, tiếp theo là về phần tỷ lệ. Chúng ta sẽ để ý này. Bên cạnh author nó chính là phần tỷ lệ. Current scale, sổ ra. Và lựa chọn tỷ lệ phù hợp. Đó, lựa chọn tỷ lệ phù hợp. Ví dụ trường hợp này chúng ta để 1 phần 10 chẳng hạn, nó sẽ lớn lên. Tương tự thế. 1 phần 10 thì 1 phần 10 hết. Mà 1 phần 20, 1 phần 15 thì là 1 phần 15 hết. Đó, thằng này 1 phần 10. Được chưa? Đó. Thằng này các bạn có thể là gì? Một cách rất hay nhé, là các bạn tích hai lần nó này. Các bạn sẽ chui vào trong đối tượng luôn này, và các bạn sẽ zoom đối tượng này để một cách zoom hay không nhỉ? Đó. Nhưng mà những thằng này các bạn đừng có chui trong nó nhé. Nếu chui trong nó này, các bạn thấy chưa? Thì khi các bạn tinh chỉnh ra nó sẽ thành một cái thằng khác. Nên các bạn chú ý giúp mình là để nguyên cái thằng này cho mình, đừng có tinh chỉnh. Và như hôm nay chúng ta học rồi, thì có một cách hay hơn. Việc còn lại các bạn là đi tích công tác nhé, thì dễ rồi đúng không nhỉ? Hay hơn này là gì? Chuột phải đối tượng này và lock. Thì khi mà lock này rồi, khóa này rồi này, đó, thì các bạn muốn di chuyển không di chuyển được, muốn xóa không xóa được, thì như vậy nó mới an toàn. Nhất là những bản vẽ như này chúng ta có lock lại sau khi đã hoàn thành, hiểu chưa? Đó, việc còn lại là deep tech tác thôi. Đó. Và bạn nào mà muốn cái tỷ lệ đen trắng giống như bản kỹ thuật ấy, thì sử dụng cái hiệu ứng của effect style này này, đó, các bạn sử dụng phần highlight thì lập tức nó trở thành gì? Bộ hồ sơ kỹ thuật. Đó. Và đương nhiên là các bạn nào thi công thì các bạn nắm được rồi. Thi công thì các bạn biết rồi, vừa là gì, đen trắng, vừa là màu sắc là dễ hình dung nhất. Đìm tách cốt tác trên phối cảnh thì còn dễ hình dung hơn. Và layout là một điều rất mạnh. Và một cái mạnh của layout nữa mà mình nữa muốn trình bày cho các bạn là gì? Khi các bạn tinh chỉnh một đối tượng thì các đối tượng kia tinh chỉnh theo. Ví dụ trong trường hợp này, cái tủ của chúng ta, chủ đầu tư người ta bảo là ok, ví dụ bây giờ tôi tinh chỉnh lên hoặc là rộng ra nhé, để xem thằng này rộng bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ tinh chỉnh, ok, phóng to đối tượng này, rộng ra 1,5 mét đi, chúng ta sẽ rộng ra 1,5 mét. Đó, ví dụ thế thôi.
thì sau khi tinh chỉnh này, đó, không sau khi tinh chỉnh này, các bạn lưu nó lại một lần. Và ví dụ bản vẽ kỹ thuật của chúng ta nhé, bây giờ mình đi trước đi, ví dụ thế thôi, nó là 0,8 mét này, 0,35 này. Bây giờ mình sẽ làm một cách rất hay này, là gì? Chuột phải của đối tượng, mình update model reference. Các bạn nhìn kỹ cái thằng kích thước của nó nha, các thấy chưa? Tự động gì? Tinh chỉnh các bản vẽ luôn, thấy chưa nhỉ? Và kể cả đường nim các bạn cũng tinh chỉnh theo, thấy chưa? Tự động đường nim tinh chỉnh theo lên 1,5 mét luôn, hay không nhỉ? Rất hay, rất hay luôn. Đó, thầy bị lock rồi, unlock một cái này, tự động tinh chỉnh này, hay chưa nhỉ? Đó. Tự nhiên chúng ta sẽ vào tinh chỉnh lại một chút cái phối cảnh của nó. Đó. Đường nim chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại. Nói chung là khi mà kích thước khác thì chúng ta sẽ phải dàn dàn trang kiểu khác rồi. Mọi người nắm được vấn đề chưa? Rồi, cổ phần phải nói là ứng dụng cực kỳ hay của phần layout đúng không nhỉ? Bây giờ mình sẽ cho cả lớp là thực hành từ 5 đến 10 phút bổ kỹ thuật cho một bảng một cái đối tượng bất kỳ. Các bạn có thể lấy cái file này rất nhẹ, ứng dụng luôn, được chưa nhỉ? Còn không các bạn có thể lấy công việc thực tế của mình ra ứng dụng. Cả lớp bây giờ dàn trang cho mình ít nhất là, nếu là một cái đồ nội thất các bạn sẽ lấy ít nhất là 1, 2, 3 và 4 bản vẽ, hình ảnh bản vẽ và triển khai cho mình.